Rồi, ok mọi người, bây giờ là cũng là hơn 6 giờ chiều rồi. Cuối cùng cũng soạn được một mớ hàng cho các bạn. Ấy thì sở dĩ mình lên cái clip này là do là mình hết những cái clip quay dự phòng rồi mọi người. Nên thành ra là phải quay trực tiếp luôn để mà mọi người xem. Thì các bạn khác bữa giờ khá là nhiều bạn vào trong cái kênh bán hàng trên Shopee của mình, các bạn thắc mắc là ủa sao mà tự nhiên là hàng lại hết được các thứ vân vân. Yeah, nói chung là các bạn ủng hộ mình rất là nhiều nên thành ra là nó trở thành một cuộc tranh giành xem là bạn nào mà mua được cái cây xịn sò của vườn mình với mức giá nó mềm mại. Rồi ok, thì cái lô này thì mình dự định là chừng 40-50 ngàn cây gì đấy. 40-50 ngàn cây thì mình sẽ lọc ra lại một lần nữa, sau đó mình sẽ lên hàng được cái thứ vân vân, mình sẽ làm một cái clip chuẩn chỉnh luôn nha mọi người. Chứ mà bây giờ hiện tại cái clip này là nên lúc mà clip lên là mình chưa có lên hàng nha. Chuẩn bị sẵn nha mọi người nè. Với lại sẽ có một số hàng VIP, mình có một số bạn hồi đợt mà chơi event Tết thì các bạn khá là hóng chờ giờ mình lên cái đợt hàng VIP, thì mình đã lọc ra một số chậu rồi nè mọi người. Trời, ta nói nó ngã nghiêng ngã ngửa luôn nè. Đấy. Với lại một vài con hàng bình dân học vụ. Này là Mirabilis nè mọi người. Mirabilis là đợt mình review cái bé nó là mình có nói rằng là nó là một cái thuốc nha mọi người. Cái thuốc chuẩn chỉnh luôn. Còn dòng Cambodian với là Malaysia thì mình không chắc chắn là nó phải là cái cây dùng làm thuốc hay không. Đấy. Đó là một ít vài cái con hàng bình dân này nữa nè mọi người. Nhưng mà cái kích thước của bé nó to quá thì mình sẽ suy tính như thế nào đó để mà mình sắp xếp, bạn nào mà ở xa thì mình có thể gửi cho các bạn. Đấy. Nhưng mà trên tinh thần là mình sẽ lột chậu nha mọi người, lột chậu ra loại bỏ bớt chất chồng luôn. Sau đó mình sẽ bổ sung, mình sẽ đóng gói cho các bạn một bịch sơ dừa trong đó để mà khi mà cái hàng tới đó là các bạn sẽ trồng nó vào lại. Thì một số chậu thì ở đây là mình không có bán vì mình đang để lẫn lộn mọi người. Bây giờ là tối luôn, mình làm từ hồi chiều tới giờ luôn á. Với lại mình trống được một khoảng nữa nè mọi người. Mới vừa sắp xếp lại xong. Rồi ok, chủ yếu là cái clip này nó báo cáo với các bạn là như thế thôi. Mình đang chuẩn bị đây qua bên này. Đây mình lựa được hai lon. Trời, ta nói gió quá trời luôn mọi người, gió mà nó rung cái đèn, mà cái đèn nó chớp tắt luôn. Cái này là mình lựa nè các bạn, thấy không, Malaysia mà môi cạnh nha, chất lượng vậy. Với lại một cây Mirabilis đỏ. Thì cái lon này theo mình nhận định là nó đã hình như là nó cũng thất truyền lâu rồi. Với lại này là gieo hột mà mọi người. Trong khi các bạn gieo Chunkata, những dòng xịn sò, thì đợt đó mình lại đi gieo Mirabilis. Thế là đợt này là mình sẽ nói chung là cái bẫy kẹp của mình nó còn khá là ít cây đẹp thôi. Ví dụ như cái cây này có thể xuất nè, cây này có thể xuất nè. Với lại cái cây trong góc kia thì có thể xuất. Đấy. Với lại một vài cây đi xía teo. Mình sẽ nói chung là mình sẽ cố gắng mình lên đầy đủ cho các bạn. Đấy, với lại một số cây bên này mình thấy nó cũng khỏe lại hết rồi nè. Nắng trưa phơi nắng tét đầu luôn nha mọi người. Với lại cập nhật các bạn cái bụi gọng bó bilis của mình, mà mình sẽ kiếm cái gì đó mình dựng thành quy một cái hàng rào, chứ mà bây giờ gì nó xâm chiếm hết mấy cái cây kia của mình luôn rồi mọi người. Đấy. Vậy nói chung là từ bữa livestream tới giờ là hôm nay là nó cũng mới có thứ, hình như là thứ hai hay sao á. Đó bây giờ là thứ ba mọi người. Thứ ba thì cách mới có mấy ngày thì đương nhiên là vườn mình nó sẽ không có gì quá là khác biệt, chứ là mình dọn dẹp bớt cái chỗ này để mà mình đôn vài cái cây lên đó rồi mình làm lại cái dàn cây này. Yeah, nói chung là công việc của nhà nông mà. Với lại chuẩn bị mà phân combo phân bón cho mọi người nha. Với lại spoil cho các bạn là đợt này là mình sẽ phủ sóng hết combo phân bón, là nó rất là nhiều, cập nhật thêm một số loại nữa nha mọi người. Nói chung là
đợt này hy vọng các bạn cũng ủng hộ như thế này. À, với lại spoil cho các bạn luôn, đây để mình leo xuống xíu, các bạn chịu khó là hơi bị rung, mọi người thông cảm. Thì ở đây là mình thấy nó có một chùm hạt, trời ơi, sao mà tự nhiên nó tới thùi rồi mọi người. Biết là mình quay được không ta? Đấy, lên nào, rồi nó tới thui luôn đây, mọi người thấy không, cái bóng của nó nè. Đấy thì hôm bữa là mình có spoil cho các bạn là mình đang định làm event chi ân là tặng hạt, giống như đợt trước là hình như là mình có giới hạn là hình như là 200 cái tiền mà các bạn ủng hộ là trên 200 là mình sẽ tặng một trái nắp ấm gì đó. Thì đợt này mình sẽ hạ xuống bớt giống như các bạn ủng hộ mình tương đối nó cũng khủng, hay là chắc cũng cỡ 100 hoặc là 150 gì đó là mình sẽ tặng quà phi cho các bạn. Rồi ok, vườn mình nay cũng không có gì quá là khác biệt. Mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Nếu các bạn thấy video hay, hãy nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để mình có động lực làm video mới nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Bye bye. Với lại nhờ mấy cái cây này là hiện tại mình chưa có lên nha. Nam mai mình sẽ sắp xếp, nói chung là sẽ làm một cái clip chuẩn chỉnh hơn, review từng cây để mà các bạn có thể dễ dàng các bạn lựa. Rồi ok.